Đây là khách tham quan du lịch của Bình Tiền, đoàn ở Vĩnh Long đến Mẹ Nam Hải đâu gì. Đang ngồi nghỉ chờ đầy đủ khách và chờ tài xế đợi. Rồi, coi đầu đầy đủ chưa, lên xe. Giờ đây thì cái đoàn xe của Vinh Tiền Vĩnh Long xuống nhà mát của gì thuộc về tỉnh Bạc Liêu. Tới luôn. Chào mấy bà nha. Được đâu anh bán cua biển. Anh bán chuyện một lỗ là gần 2 kg, 2 kg mấy rồi bán được hơn 30.000 đâu. Tới luôn. Đây là nhà mát của gì?